chào anh em nha anh em ơi. Mình đang có mặt tại Cam Ranh, nơi mà xảy ra cái vụ cháy của hai con tàu, một con tàu composite và một con tàu gỗ. Thì mình sẽ quay cho anh em xem vụ cháy của con tàu nó như thế nào. Sau lưng mình đây chính là con tàu composite nha anh em. Thì cháy thiệt hại hầu như là hoàn toàn nha anh em ơi. Thì tàu này, đó anh em xem cái dàn trên cabin đó, là cháy hết phía bên kia mảng sườn là cũng cháy hoàn toàn đó, cháy còn lại những cái phần thân tàu mà nó ở gần dưới nước đó, thì nó chưa cháy thôi, còn toàn bộ trên tàu là không còn thứ gì hết anh em. Tàu này trị giá mười mấy tỷ anh em ơi, làm lưới rút đêm nha đó. Cháy hết hoàn toàn. Nếu như ở trên tàu mà có cả lưới và trang thiết bị điện tử thì thiệt hại của con tàu này là ghê gớm lắm nha anh em, phải tầm mười mấy, gần 20 tỷ đó anh em xem. Đây là con tàu nhựa composite, và con tàu này cũng đóng tại xưởng tàu nhựa composite tại Cam Ranh luôn. Phía bên này là mình đang đứng trước mặt con tàu gỗ dài tầm 18-19 mét nha anh em, sử dụng máy comin, bị cháy trơ trụi luôn, không còn gì hết, cháy sạch sẽ. Như hình như là như chiếc tàu cháy hôm bữa là nó đóng Cam Ranh nhưng mà không phải đóng của xưởng anh. Đúng rồi. Như là đó. Mẫu tàu cháy đó có tìm ra nguyên nhân chưa anh? Chưa, cái đó chức năng người ta làm thế nào chú biết được. Dạ. Chú giờ chỉ biết cháy là chú biết cháy thôi, chứ còn chức năng người ta làm chứ. Đây, mình đang quay những gì xảy ra sau vụ cháy của con tàu nhựa composite cho anh em xem nha anh em. Theo được tìm hiểu thì mình biết được thì tàu composite này vừa mới đóng xuống khoảng gần tầm 1 năm, chưa đi biển nha anh em. Đây là tàu cá lưới rút của Bình Định 99799. Thì tàu này đóng ở Cam Ranh và hạ thủy xuống neo ở đây khoảng tầm hơn nửa năm. Nhưng mà cái vốn mà giải ngân của Nghị định 17 thì chưa được giải ngân hết hoàn toàn. Thì tàu này đóng theo vốn của Nghị định, có thể là Nghị định 68 hoặc là Nghị định 17. Nhưng mà theo mình được biết là cái Nghị định 68 nó kết thúc cũng khá là lâu rồi. Có thể là nó đóng theo vốn của Nghị định 17, nhưng mà con tàu này nó chưa được giải ngân hoàn toàn, cho nên là nó vẫn còn neo đậu sát bờ tại khu vực cảng cá Cam Ranh anh em. Anh em thấy mà cái vụ cháy mà 2 kg lô kẹo á, nó 2 kg lô đồng nó bở luôn anh em. Toàn bộ phía bên trên của con tàu là cháy hư hỏng hết hoàn toàn nha anh em. Đó, chỉ có cái khu vực phía sau là nó bị cản mấy cái bồn nước, là nó không cháy ra tới cái khu vực ngồi mâm lái thôi. Thì con tàu này sở dĩ là nó không phải là con tàu phát cháy nha anh em. Đó, anh em thấy là mấy cái ông bô của cái con tàu mà vừa mới hạ thủy nhưng mà chưa đi biển này, nó còn in ốc sáng dối luôn, giống như là cái máy chưa sử dụng vậy á. Nó cháy hết, còn mấy cái ông bô nóc chưa sử dụng còn sáng trong luôn anh em. Đó, cái phần bên trong khung sườn của con tàu là cháy hư hỏng hết hoàn toàn, chỉ có một số những cái mạn thuyền ở bên ngoài mà nó tiếp xúc dưới nước anh em, với là cái khu vực mâm lái là nó chưa cháy thôi, còn phía bên trong nó nóng. Là nếu mà khung sườn bằng gỗ thì cái sức nóng cỡ này là nó cháy hết khu vực bên trong, nhưng mà mình công nhận là cái chất nhựa composite này theo mình nghĩ là nó dễ bắt lửa, nhưng mà thiệt ra là nó rất là khó cháy, rất là khó cháy anh em. Nhưng nếu mà con tàu gỗ thì nó cháy trụi luôn, nhưng mà con tàu này mình quan sát là nó cháy nó vẫn còn giữ lại những cái phần mạn tàu, chứ nếu mà con tàu gỗ là nó bốc
nó ngún, nó cháy suốt luôn đó. Thì cái vụ cháy là không phải xuất phát từ cái con tàu này nha anh em, nó xuất phát từ một con tàu bên cạnh bằng gỗ. Cũng con tàu bên cạnh là vẫn được dán lát tích ở bên ngoài đó. Con tàu gỗ này là con tàu của chủ vừa thu mua tôm hùm ở Cam Ranh đó. Thì nó xuất phát từ cái con tàu kia và nó cháy leo dây qua con tàu nhựa composite này của ngư dân Bình Định đó. Con tàu phía bên con tàu gỗ là nó cặp phía bên hông của cái con tàu nhựa composite này, cho nên là cái phần cháy nó cháy hầu như là ném trụi hết cái phần phía bên lái của con tàu composite. Anh em thấy là những cái lớp nhựa composite nó cháy thủng vô bên trong luôn, thủng vô bên trong lá khung sườn ra luôn. Lọt ra những cái lớp tơ, những cái lớp vải của composite đó anh em, cái cọng ngứa của nó. Theo mình nghĩ thì con tàu này chắc có lẽ phải bỏ thôi, chứ còn tái sử dụng lại nó cũng khó. Hầu như là tái sử dụng lại nó cũng bằng như là đóng mới luôn. Bởi vì cái chất nhựa mà anh em biết là chất nhựa mà khi nó cháy á, là cái nhựa nó giòn hết trơn rồi. Những cái phần còn lại nó vẫn còn, nhưng mà nó chịu cái sức nóng cỡ tầm này nó giòn hết trơn, hầu như là không có còn sử dụng được gì. Những cái phần inox mà vừa mới bọc vô còn mới tinh sáng giới luôn là cháy bung hết. Tàu làm ngờ lưới rút đêm có trụ kẽo anh em. Tàu này đóng hệ thủy khoảng hơn nửa năm và chưa đi biển lần nào luôn, đóng hệ thủy xuống neo ở đây. Vốn thì chưa được giải ngân hết cho nên là nó vẫn còn neo ở đây nha anh em. Cháy thủng sâu vô bên trong luôn này nè, lá khung sườn ra luôn. Thì trên tàu á thì chưa có lưới và chưa có các cái hệ thống điện tử như là máy dò, máy chụp hay là các cái máy bộ đàm radar định vị gì chưa có hết, chỉ là con tàu với cái máy thôi nha anh em. Phần cabin thì cháy nó như nhà tranh cháy luôn, không còn gì. Quá thảm hại anh em ơi. Thật sự là mình quay cái video đây cho anh em xem, nhưng mà cái cảm xúc của mình rất là buồn. Khi mà một ngư dân mà bị cái rủi ro nó quá lớn như thế này. Đó, tàu xuống neo đậu ở đây kể hơn nửa năm đóng hầu luôn anh em, đóng hầu luôn. Mình thấy là xét với quan điểm cá nhân là mình thấy là chủ tàu này cũng không có kỹ. Là con tàu này thường thường đóng xuống nước á, thì theo mình tàu mới đóng xuống nước ít khi mà họ neo gần bờ như thế này lắm. Đa phần là họ ra hơi giữa gần giữa dòng họ neo, bởi vì cái vịnh ở trong cảng Cam Ranh thì nó rất là êm. Nhưng con tàu này nó cứ gọi là xuống nước hè thủy xong là nó mắm mũi vô ở trong gần bờ luôn á. Cái vụ cháy này nó xảy ra vào ban ngày nha anh em, khoảng trưa đổ về sớ. Thì một số người dân ở đây họ nói là nó xuất phát nổ và bốc cháy từ cái con tàu gỗ phía bên cạnh. Nhưng mà cái hôm đó thì giã cào ở cái khu vực cảng Cam Ranh nè, họ đi biển hết rồi, cho nên là nếu mà họ ở gần thì họ có ghe giã cào thì họ chạy lại, họ có dồi nước, họ xịt nước, họ phun nước thì nó bớt cái đám lửa nó cũng đỡ hơn. Còn người dân quanh thì họ chỉ đứng nhìn thôi anh em, chờ các cái lực lượng cứu hộ tới thì chỉ dập đám lửa thôi, chứ tàu cháy cũng gần xong hết rồi. Anh em thấy thảm hại không? Sơ xuất một chút là dày nè anh em.
thì một số anh em ở khu vực cảng á, thì họ có cung cấp thông tin là con tàu này nó neo đậu ở gần bờ nhưng mà nó chỉ neo có một mình thôi. Thì trước cái ngày mà xảy ra vụ cháy á, thì có cái con tàu gỗ của thu mua tôm hùm thì nó neo cặp phía bên cạnh, thì nó cặp đúng một ngày là nó bốc cháy luôn. Và ở cái video trước mình có quay ở cảng cá Cam Ranh á, thì mình vẫn thấy là cái con tàu này còn mới ken à. Mình nghĩ là con tàu này nó vừa mới làm nước ở trên bến tàu nó xuống nó neo đậu thôi, chứ mình không có nghĩ là con tàu này nó mới đóng. Đây anh em, đây là con tàu gỗ của thu mua tôm hùm này nè. Tàu gỗ thì nó cháy trơ trụi luôn. Zoom lại gần cho anh em xem mấy cái lớp tơ bên ngoài, gỗ ở bên trong thì cháy thành than hết, không còn gì luôn. Con tàu gỗ này là cháy sạch sẽ luôn. Tất cả mấy chục tỷ thành một đống tro tàn anh em, dễ sợ. Cái ngọn lửa mà nó cháy cỡ này thì coi mà không đẹp mắt thì thôi. Lửa mà nó cháy hai con tàu mà cháy trụi luôn thì anh em biết ai đâu mà dám tới gần, chỉ có các cái lực lượng chức năng thôi, mấy cu min nè nè. Tàu này nó cháy hết hoàn toàn luôn, ông bô ông đồ gì rớt xuống hết, cháy sạch thân luôn, cháy thành than luôn. Ba con tàu gỗ là nó mà bắt lửa được là nó cứ ngúng vậy là nó cháy suốt thôi nè. Quá thảm hại anh em ơi, giờ nhìn nó như con tàu me. Nhìn dễ sợ luôn. Sỏ mũi rồi gì cháy thành than hết. Nguyên nhân của vụ cháy thì mình có hỏi người dân xung quanh là họ nói là Ủy ban Nhân dân tỉnh có xuống tìm hiểu và điều tra, thì đang trong quá trình điều tra nha anh em. Dở sợ cái đám cháy. Anh em biết hai con tàu mà nó cháy trụi cỡ này là biết cái ngọn lửa kinh hoàng cỡ nào. Những anh em có cung cấp thông tin là cái ngọn gió nam á, nó thổi ra cho nên là nó phật qua bên phía con tàu nhựa. Từ con tàu gỗ này là con tàu cháy chính anh em. Mấy cái bổ mà nó cháy thành than hết, nó rớt bò lon ra luôn. Quá kinh hoàng. Đó, mình quay cái góc từ con tàu gỗ nó leo sang con tàu nhựa nè. Hai con tàu này thì nó dí mũi vô gần bờ như thế này nè. Nhưng mà khi cháy á, thì nó cháy cái sợi dây anh em. Nó cháy cái sợi dây mà cặp á. Bắt đầu gió nó mới đẩy cái con tàu nhựa kia nó bạc ra bớt. Chứ thật sự ban đầu là hai con tàu này nó cặp bên hông luôn. Zoom lại cái máy Cummin cho anh em xem. Mấy Mỹ cháy thành sắt luôn. Thương hiệu Cummin. Em thấy cháy
Dở sợ, tiếc, tiếc quá, thấy cái máy thấy thèm. Anh em thấy coi cháy nè, cháy lá bò lon nè ra nè. Dở sợ. Mấy cua min rồi cháy như một đống tro tàn luôn. Mấy cái đè đỡ bắt máy là nó cháy hết, nó mới sập cái máy xuống như thế này nè anh em. Cháy trụi hết. Chứ bình thường là cái thớ máy là nó không phải nó đứng như thế này. Này còn phía bên ngoài là chỉ còn cái lớp mà lắc tít á, nó giữ lại cái mảng thuyền. Mình nhìn bên ngoài giống như là nó còn phía bên một nửa của thân tàu, chứ thật ra là bên trong là nó cháy hết rồi. Phía bên ngoài nó có cái lớp bọc và lớp lắc tít giống như là cái lớp thau nhựa vậy. Bên trong xoay lái đứng nè, cháy hết thành than luôn. Không còn gì. Không kỹ lưỡng tí xíu là nó ra như thế này. Ghê sợ quá.